Xin chào bạn, chào bạn quay trở lại kênh Thuật Máy Tính. Trong video này tôi tiếp tục mở hộp một cái SD. Cái SD này trong video trước tôi đã mở rồi, nhưng giá nó cao, rất là cao. Hiện tại bây giờ thì giá SSD nó đang hạ nhiệt rồi. Nó còn SSD Lisa NS100 25 inch SATA 3 128GB. Con này hiện tại thì nó giá nó là cả ship, phí ship là 440.000. Không có phí ship nha, miễn phí ship. Mình mua ở Memory Zone này, miễn phí ship. Nói chung ở đây thì mình thấy uy tín, rất là uy tín rồi. Mình rất là uy tín nên mình đặt thêm một cái nữa để thay cho khách. Nhưng khi các bạn mua SSD này, các bạn đừng nên ham rẻ quá, mua ở trên Shopee hoặc là những nơi khác thì có thể là bạn sẽ gặp những hàng fake. Còn riêng các bạn mua ở trang này thì các bạn yên tâm về chất lượng nhé. Bảo hành trong 3 năm, đổi trả nếu bạn hỏng, đổi trả lại, gọi điện về cái trung tâm này và người ta sẽ gửi về đổi trả cho cái mới luôn. Đấy là không có tác động bên ngoài nhé, không tác động vật lý các kiểu, như mình phải giữ thêm cho họ nhé. Ok, mình sẽ mở nhé, xem bây giờ nó cái ổ bây giờ nó giao diện khác không. Thì trước mình cũng đặt ở đây rồi, đặt rất là nhiều rồi. Nói chung người ta uy tín mà hàng đầu để cho khách, mình cũng vậy. Mình thay cho khách mình cũng phải chọn cái loại ngon, rẻ nhưng nó chất lượng đảm bảo cho khách của mình. Bạn đừng ham rẻ quá cái loại. Mình còn được nó một mã giảm giá của shop 5.000, 5k hơn 5k thì thành tiền của mình là 435k thôi, không phải trả. Shop bọc thêm một lượt nữa chắc chắn đây. Ok, cái này là dịp khánh phân phối của công ty thương mại kỹ thuật Diệp Khánh nha các bạn nhé. Phân phối đây, nó có mã đàng hoàng. Khi các bạn bây giờ mình sẽ mở bên trong cho các bạn xem luôn. Ổ này dùng tương đối tốt nhé các bạn nhé. Còn nếu bạn dùng muốn dùng tốt hơn thì các bạn vui lòng mà mua loại Samsung ấy. Samsung nó rất là chuẩn nhé các bạn. Diện SSD của Samsung. Ok, có một cái phiếu hướng dẫn sử dụng bằng cái tiếng Anh, tiếng Đức. SC là tiếng Đài Loan, tiếng gì? TC, không biết được. Tiếng Hà Lan, Italia, các kiểu Pháp, Italia, Hà Lan. Nhật. Ok, hướng dẫn sử dụng bình thường. Đây, cái ổ của nó thì các bạn phải giữ chúng
các bạn giữ cái tem mình nhé, khi sử dụng các bạn giữ cái tem này, tem này và cái tem này đây nhá, nó dán ở đây là memo zone này, kiểu các bạn giữ cái tem này nhé, tem ốc này, tem này các bạn đừng để mất tem mà được, ok. Các bạn sử dụng mà nó có lỗi gì các bạn gửi trả. Trong con này nó nhìn thiết kế vỏ nó rất là đẹp nha các bạn. Bo khúc đàng hoàng đẹp. Hàng này là hàng tầm rẻ mà sử dụng ok nhất các bạn nhé. Ok, video mình xin tạm dừng tại đây. Các bạn nhấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh của mình nhé. Xin chào các bạn.